Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp về triển khai công tác bầu cử và phòng chống COVID-19. Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Mỹ Hào. Phát hiện 2 ca mắc COVID-19 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoai Châu. Sống mãi ký ức Điện Biên Phủ của các cựu chiến binh xã Tân Dân. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngay trưa nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch cũng như tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cũng như việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử hiện nay. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp cũng như đông đảo nhân dân trong tỉnh đã triển khai nhanh, hiệu quả và chấp hành tốt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch thời gian qua. Đối với tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng chí yêu cầu cần tập trung dồn toàn lực dập dịch, đồng thời phải dự báo sát khả năng diễn biến của dịch bệnh để có phương án chuẩn bị ứng phó kịp thời, hiệu quả. Kinh nghiệm của chúng ta khi mà chúng ta xử lý tình hình ở Chí Trung Tân Quang, chúng ta xử lý tình hình ở Yên Phú Yên Mỹ, thế giờ tiếp tục phải được phát huy. Chúng ta thực hiện theo cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là thần tốc, tích cực, triệt để, kiên quyết, khẩn trương, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, mạnh mẽ, chặt chẽ, chủ động, tăng tốc và thực hiện nghiêm, nhất là đối với những nơi mà thực hiện phong tỏa, những nơi giãn cách. Về thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh hay từng địa phương theo các mức độ cần căn cứ diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh, đồng thời phải đảm bảo cho công tác bầu cử, thi tốt nghiệp cũng như tiêu thụ nông sản cho nhân dân, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Về công tác bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cần bám sát hướng dẫn số 61 ngày 4 tháng 5 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như các hướng dẫn tại kế hoạch số 538 ngày 22 tháng 4 của Bộ Y tế và có sự vận dụng linh hoạt. Những nơi nào mà vẫn tổ chức tiếp xúc được trực tiếp thì tổ chức thực hiện theo 5K, trừ những nơi phải phong tỏa thì cấp ủy chính quyền nơi đó và ban chỉ đạo bầu cử nơi đó phải tạo điều kiện tối đa để thực hiện công tác trực tuyến, chứ chúng ta không thể bỏ tiếp xúc được. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng công an, quân đội, y tế tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch cho từng điểm bầu cử. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét cho ý kiến về định hướng quy hoạch, phương án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 kết nối Hà Nội với các tỉnh thuộc vùng thủ đô. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, đơn vị bầu cử số 10. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Các cử tri thể hiện sự tin tưởng, đồng tình, đồng thời bày tỏ mong muốn người ứng cử nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp, thảo luận chất vấn và quyết định những vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước và địa phương. Nắm bắt thông tin, ý kiến của cử tri để kịp thời truyền đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và đôn đốc theo dõi việc giải quyết vấn đề cử tri quan tâm.
Thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn những tình cảm và sự tin tưởng của cử tri dành cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng thời khẳng định nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất, năng lực, trình độ của người cán bộ, tích cực đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân để gửi đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đặc biệt là các vấn đề cử tri quan tâm như giáo dục đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Mỹ Hảo. Đến ngày 3 tháng 5, thị xã Mỹ Hào đã hoàn tất công việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử tại các điểm bỏ phiếu. Thị xã phê duyệt 92 điểm đàn hòm phiếu của 90 tổ bầu cử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đều đã cơ bản hoàn tất. Thị xã đã thành lập 13 tổ công tác do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách. Các tổ này có trách nhiệm theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình của các địa bàn được giao. Dự kiến từ ngày 11 đến ngày 18, địa phương này sẽ tiến hành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các vị đại biểu ứng cử. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của thị xã Mỹ Hào. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian này Ủy ban bầu cử thị xã cần tập trung cao công tác chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm cổ vũ động viên cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất. Các phường xã tiếp tục rà soát, không để thiếu, không để sai sót cử tri, xây dựng kế hoạch có phương án chi tiết cho buổi vận động bầu cử tiếp xúc cử tri trong điều kiện phòng chống dịch, đảm bảo đủ thời gian, đủ số cử tri tham dự theo quy định. Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu và bố trí các phòng phiếu di động tại các vùng cách ly. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 2 tấn gạo cho nhân dân phường Nhân Hòa. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1, gồm đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh. Trình bày chương trình hành động của mình, 8 ứng cử viên đều thể hiện rõ quyết tâm cao trong việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới, cùng lời hứa không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực phẩm chất, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân, thường xuyên nêu gương, nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Các ứng viên hứa sẽ làm tốt công tác giám sát, nâng cao chất lượng các đợt tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Cử tri thành phố Hưng Yên nhất trí cao với những ý kiến tâm huyết trong chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời đặt niềm tin, kỳ vọng khi trúng cử, các đại biểu sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên. Trong vài ngày trở lại đây, số lượng người nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh chóng, đặc biệt là các ca lây nhiễm từ trong bệnh viện tuyến trung ương đã làm nguy cơ bùng phát dịch lần thứ tư này trở nên vô cùng khó khăn và nghiêm trọng. Để tăng cường phòng chống dịch, các thành viên ban chỉ đạo đặc biệt lưu ý vấn đề quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, người nhập cảnh, cách ly triệt để, không được để lây nhiễm trong khu cách ly ra cộng đồng. Cần phải triển khai đợt cao điểm rà soát tất cả người nhập cảnh theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, không được bỏ sót, kể cả những người phục vụ làm việc tại các cơ sở có nhiều người nước ngoài đến. Quản lý chặt chẽ người hoàn thành cách ly tập trung, tuyệt đối không để tình trạng trong thời gian theo dõi giám sát y tế sau cách ly lại tiếp tục tụ tập đông người đi lại những nơi công cộng.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các địa phương cần bình tĩnh, sáng suốt để thực hiện hiệu quả công tác dập dịch, phát huy những thành quả kinh nghiệm qua 3 đợt dịch vừa qua để chiến thắng đợt dịch thứ tư này. Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là sự vào cuộc của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch. Phòng là chính, chống dịch phải như chống giặc, cần bình tĩnh, sáng suốt. Chuyển từ phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa giữa phòng và chống, song chống là chính, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Chính phủ. Trong thời điểm hiện nay, cần thiết phải thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo an toàn, an ninh và sức khỏe, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phải có kịch bản cụ thể để đảm bảo tốt công tác bầu cử thành công, kết thúc năm học 2020-2021 an toàn. Sau đây là nội dung cơ bản của công điện số 883 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, nhà hàng, chợ, siêu thị, chung cư, khu di tích, cơ sở thờ tự, tôn giáo, khu vui chơi, giải trí và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, thực hành khử khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tập trung đông người và không ra khỏi nhà khi không cần thiết, khai báo y tế đúng quy định, yêu cầu 5K và các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ra soát, hoàn thiện tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, các ngành và tổ phòng chống dịch cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch theo phân cấp, địa bàn quản lý. Công an tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với ngành y tế, chính quyền cấp huyện, cấp xã, chỉ đạo tổ phòng chống dịch cơ sở thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nhằm phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, không thực hiện khai báo y tế, người lạ đến địa bàn. Yêu cầu người dân thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét khi giao tiếp. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Dừng thêm các dịch vụ không thiết yếu, từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2021, dừng hoạt động phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc gội đầu, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ, nhà hàng phục vụ khách mua hàng mang đi được phép hoạt động, không tập trung quá 20 người bên ngoài công sở. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp cơ sở vận tải hành khách dừng các tuyến vận chuyển hành khách đi từ, đi qua hoặc đến vùng có dịch, định kỳ khử khuẩn phương tiện vận chuyển, bố trí dung dịch sát khuẩn trên xe, kiểm tra thân nhiệt hành khách trên xe, chỉ được đón 50% lượng khách theo số ghế ngồi và yêu cầu khách đeo khẩu trang trên suốt hành trình, báo ngay cho cơ quan y tế địa phương gần nhất khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi nhiễm dịch để kịp thời kiểm tra, xét nghiệm. Các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở bố trí 50% lực lượng làm việc tại cơ quan, 50% làm việc trực tuyến tại nhà. Đối với lực lượng công an, quân sự, y tế, căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh và các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn khác, thủ trưởng ngành quyết định bố trí lực lượng phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch và không gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng một số đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2. Trước khi tiến hành tiêm vaccine, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ các sở ban ngành tỉnh được thăm khám sức khỏe sàng lọc và khai báo y tế theo quy định. Theo dõi tình hình sức khỏe 30 phút sau tiêm, sức khỏe các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện tiêm vaccine đều hoàn toàn bình thường. Cán bộ y tế cũng hướng dẫn người tiêm tiếp tục theo dõi sức khỏe ở nhà ít nhất 24 giờ và theo dõi đến 3 tuần sau tiêm. Đến nay, việc thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đã được ngành y tế tích cực triển khai với 8.415 người được tiêm. Trong đó có 6.245 người tiêm mũi 1 và 2.168 người tiêm mũi 2. Các buổi tiêm đều được thực hiện nghiêm quy trình, chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, từ tối ngày 6 tháng 5 đến sáng nay, ghi nhận thêm 4 ca dương tính COVID-19 ở thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu, nâng tổng số ca dương tính ở Hưng Yên lên con số 8. Tối ngày 6 tháng 5 ghi nhận một trường hợp F1 là bạn của bệnh nhân số 3063 ở phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào có kết quả xét nghiệm dương tính. Rạng sáng ngày 7 tháng 5 ghi nhận thêm một trường hợp F2 của bệnh nhân 3063 ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào là công nhân của công ty May Châu Á ở huyện Yên Mỹ cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.
Còn tại huyện Khoái Châu, ghi nhận 2 ca dương tính là một cặp vợ chồng ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh. Trong đó, người vợ đi chăm sóc người thân ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến ngày 28 tháng 4 trở về địa phương cho đến nay, các trường hợp này đã được đưa đi điều trị tại Hà Nội. Huyện Khoái Châu tiến hành phong tỏa thôn Tử Lý. Huyện Yên Mỹ cũng phong tỏa công ty May Châu Á. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên ghi nhận 8 trường hợp dương tính. Ngay sau khi có thông tin 2 ca dương tính ở xã Đông Ninh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Khoái Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Qua truy vết nhanh, cơ quan chức năng xác định có 23 trường hợp tiếp xúc gần thuộc diện F1, 35 trường hợp F2. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã Đông Ninh đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan khác. Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã ra quyết định giãn cách xã hội toàn bộ xã Đông Ninh, thiết lập vùng cách ly toàn thôn Tử Lý, gồm 187 hộ với 664 nhân khẩu từ 3 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2021 đến khi có thông báo mới. Ngay sau khi thị xã Mỹ Hào nhận được thông tin có thêm 2 ca dương tính với COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã đã có quyết định bắt đầu từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã theo chỉ thị số 15 của Chính phủ. Trong đó, 3 khu vực dân cư thực hiện cách ly là tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên và tòa nhà A, khu đô thị Phúc Hưng, nơi ở của một bệnh nhân F0. Trong đêm mùng 6 tháng 5, tiến hành rà soát và đưa toàn bộ các F1 về khu cách ly tập trung, thành lập các điểm chốt trọng điểm tại các khu phong tỏa, thực hiện ngay công tác kiểm soát theo tinh thần cao nhất. Trong buổi sáng ngày 7 tháng 5, Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với quân khu 3 tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực cách ly, những khu vực lân cận và một số điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả các công dân trong khu vực phong tỏa và những trường hợp liên quan, yêu cầu các phường xã phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho việc truy vết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Thời gian qua đi, đất nước ngày càng phát triển đổi mới, nhưng ký ức về trận đánh Điện Biên Phủ hào hùng chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí các cựu chiến binh xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Những chiếc huân chương chiến đấu, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên luôn được ông Phan Văn Bông ở thôn An Dân, xã Tân Dân lưu giữ cẩn thận. Với ông, đó không chỉ là những phần thưởng, mà còn là kỷ niệm nhắc ông nhớ về những ngày chiến đấu gian khổ, tự hào. Khi đó, ông Bông 18 tuổi, là chiến sĩ bộ binh trợ chiến thuộc tiểu đội 2, trung đội 4, đại đội 260, trung đoàn 141, đại đoàn 312. Đơn vị của ông ra trận với khí thế hừng hực, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, trên vai vác nặng nhưng vẫn miệt mài băng rừng, vượt núi, dù bữa ăn chỉ là cơm nắm, mấy củ sắn, ít rau rừng, cùng bi đông nước. Ông cùng đồng đội đã tham gia nhiều trận đánh, đánh chiếm các cứ điểm quan trọng như đồi Him Lam, đồi Độc Lập, đồi A, cứ điểm 203, 204, Bắc Sơn Bay. Qua đó, có phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa. Nhớ nhất là trận đánh Him Lam rất là ác liệt. 5 giờ chiều mà cái tôi nổ súng một cái thì là bắt đầu trong kia nó phản pháo ra bắn súng ngay vào cái tiểu đội rồi. Thì một tiểu đội có 12 người thì chết 3 người, bị thương 1 người. Bộ đội ta thương vong cũng tương đối. Cuối cùng thì ta vẫn giải phóng được đồi Him Lam. Đã gần 90 tuổi, mặc dù trí nhớ không còn minh mẫn như xưa, nhưng kỷ niệm về những ngày quét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của ông Đỗ Cao Phùng, ở thôn Bãi Sậy Ba, nguyên là lính bộ binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Giữa mưa bom bão đạn, năm 1951, ông lên được nhập ngũ sau thời gian huấn luyện 3 tháng tại Thanh Hóa. Ông cùng đồng đội tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt, máu trộn bùn non như chiến dịch Hà Nam Ninh, các trận đánh tại Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào. Sau đó, đơn vị ông nhận lệnh cấp trên hành quân từ Lào trở về Việt Nam để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Được lệnh hành quân về để đánh Điện Biên Phủ, chúng tôi hành quân cả đêm những ngày, có nghĩa đấy đi như chạy. Về đến Quảng Bình thì chúng tôi được một cái tin là Điện Biên Phủ đã giải phóng. Tôi và anh em trong đơn vị ai cũng cảm thấy là rất là mừng, vì mừng cho miền Bắc được giải phóng, mừng cho nhân dân thoát được cái ách nô lệ của phép.
Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, còn rất nhiều những người lính như ông Bông, ông Phùng, mỗi người mỗi nhiệm vụ khác nhau. Nhưng với lòng dũng cảm yêu nước, họ đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua, những người lính ấy trở về với đời thường. Hôm nay, họ vẫn luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ để xây dựng quê hương, giáo dục con cháu, trở thành những người có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, tuần hoàn trong nông nghiệp là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín. Thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chất thải phế phụ phẩm sẽ được tái chế quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình nuôi trồng, chế biến. Đây là xu hướng tất yếu của phát triển nông nghiệp ở huyện Tiên Lữ. Có một hợp tác xã đã áp dụng tuần hoàn trong chăn nuôi và cho hiệu quả tích cực. Năm 2014, Hợp tác xã Thịt Bò Sạch Tân Tuyến ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ triển khai đầu tư chăn nuôi bò với quy mô hàng trăm con. Chăn nuôi lớn lại chưa có kinh nghiệm. Những năm đầu, lượng phân bò thải ra nhiều gây ô nhiễm môi trường và gây dịch bệnh trên đàn bò. Năm 2016, Hợp tác xã đã đầu tư hệ thống biogas và hệ thống xử lý nước thải, phân thải, đồng thời phát triển vùng trồng cỏ làm thức ăn cho bò rộng gần 3 hectare. Từ nguồn phân đã được xử lý qua hệ thống làm loãng để tưới cho toàn bộ diện tích cỏ. Phân thì nó qua xử lý qua biogas xong rồi đưa xuống bể lắng, xong ra máy hút, đưa lên tưới hết cả cái khu cỏ này với cả cây ăn quả. Nói chung là phân tưới cỏ thì rất là tốt và hiệu quả. Chứ nếu như mà trước đây thì khi mới thành lập trại thì không biết, thì là cứ cắt hết lượt xong là mua đạm về bón, nhưng mà chỉ được một thời gian nó lại đỏ. Nhưng mà khi bơm cái nước phân này lên thì tưới cỏ rất xanh mà nó to. Hiện nay hợp tác xã nuôi trên 200 con bò, chủ yếu là các giống bò chất lượng cao như Brahman đỏ, 3B, Lysin, với thời gian nuôi từ 18 đến 24 tháng. Mỗi con bò cho trọng lượng từ 5 đến 7 tạ một con, giá bán 100.000 đồng 1 kg hơi. Mỗi năm hợp tác xã xuất ra thị trường 25 tấn thịt, cho lãi 700 triệu đồng. Từ khi tận dụng nguồn phân bò để chăm sóc cỏ làm thức ăn cho bò, hợp tác xã đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, chủ động được cỏ làm thức ăn cho bò và đặc biệt là tiết kiệm được phân đạm để chăm sóc cỏ. Nếu mình không có nước phân có khi 3 tháng mới được lứa. Nhưng mình có nước phân này nó chỉ vào khoảng cỡ tháng rưỡi đến 2 tháng là được một lứa cỏ tốt rồi. Mà thật ra là nó không bị bệnh tật gì. Như nhà tôi này mỗi năm này đỡ tốn khoảng 70 triệu tiền đạm. Chưa nói là công phun. Việc sử dụng phân bò để tưới cho cỏ làm cho cỏ sinh trưởng và phát triển tốt hơn bón phân đạm vô cơ. Thời gian thu hoạch nhanh hơn, đáp ứng nguồn thức ăn lớn cho đàn bò. Đây là một hướng đi cần được nhân rộng bởi trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Quá trình sản xuất theo một chu trình khép kín mà hầu hết các chất thải được quay trở lại làm nguyên liệu cho sản xuất. Chất thải và phụ phẩm trong quá trình sản xuất này là đầu vào của quá trình sản xuất khác và hình thành một khái niệm chăn nuôi tuần hoàn hay kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tuần hoàn. Tức là đầu ra của quá trình này là đầu vào của quá trình khác sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.